Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ an lành nha. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà vào bếp với mình nha cả nhà. Hôm nay mình kho món cá lăng kho nè, chuẩn nhà hàng 5 sao luôn đó nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Cả nhà ơi, đây là cái con cá nè cả nhà. Một hồi nữa mình sẽ bằng nó mình sẽ kho. Này là mình thắng màu điều nè cả nhà, nhưng mà mình không kho màu điều, mình chỉ lấy cái chảo đó mình để mình kho thôi là đủ màu rồi đó cả nhà. Mời cả nhà mình ăn cơm với gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngắn của Hằng nha. Chúc cả nhà vui vẻ, an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha. Xin chào.